Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sự. Và sau đây là tin chuyện không thể ngờ về Hoài Linh, Chí Tài và Trường Giang. Các ba nghệ sĩ hài nổi tiếng Việt Nam đã cùng nhau giúp đỡ cô gái hát trong bán kẹo kéo trên phố ngày nào từng gây sốt trên cộng đồng mạng Trần Thị Thanh Thảo. Thể hiện ca khúc Anh gây được sự xúc động với cộng đồng mạng, Trần Thị Thanh Thảo bất ngờ được nhiều người biết tới. Cô gái có cơ hội gặp gỡ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và thay đổi cuộc sống vốn dĩ khó khăn của mình. Tháng 7 năm 2014, Thanh Thảo lần đầu tiên được lên sóng cả nước với phần dự thi tại cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa thứ hai. Tuy được vợ chồng Giang Hồ chọn, nhưng Thanh Thảo dừng chân khá sớm nên khán giả nhiều người không nhớ mặt cô bé. Đầu năm 2015, clip một cô bé bán kẹo kéo hát bài Anh bên hè phố bắt đầu khiến cho dân mạng chú ý. Dù hát trong nhưng Thanh Thảo vẫn thể hiện sự tự tin, chủ động với tông cao không kém ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, đặc biệt ở các nốt treo cao phang sảng, đầy đặn và chắc nịch, không chỉ được cộng đồng mạng lùng sục. Chính nữ chủ nhân của bài hit cũng đã tìm thăm và động viên Thanh Thảo. Cuối năm 2015, khán giả gặp lại Thanh Thảo tại sân chơi ca sĩ Gió Mặt. Sau khi bước khỏi tấm rèm, cô bé sinh năm 1999 đã song ca cùng Hiền Tục bài Nhật ký của mẹ. Nữ giám khảo này đã không thể hát trọn vẹn ca khúc, cô khóc òa và quay sang ôm chầm Thanh Thảo. Cảnh tượng này khiến cho 100 vị giám khảo trong trường quay xúc động. Tại đây, MC Trường Giang và danh hài Hoài Linh đã lên tiếng mong muốn được giúp đỡ Thanh Thảo. Bất ngờ gặp Thanh Thảo khi đang được mời quay cho chương trình Cười Xuyên Việt, cô bé tươi cười hớn hở khoe mình đã nhận được lời mời đi hát ở nhiều nơi. Cuộc sống cũng ổn hơn năm ngoái rất nhiều. Em thấy vui vì đã có thể tự tay lo được mọi thứ và dùng tiền cát xê lo cho gia đình. Song song với ca hát, Thanh Thảo cũng tập trung cho việc học. Những ngày đi học em cắt hết, chỉ tập trung vào học thôi. Lịch học của em mới dày hơn đi hát nhiều. Đôi lúc em hơi mệt thôi, nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm. Vô lớp nếu em mệt, thì em nghỉ 5 phút, Thanh Thảo hào hứng kể. Thanh Thảo cho biết tình hình học tập của mình rất tốt. Cô biết được nghệ sĩ Trường Giang tài trợ học Anh văn, nên ngoại ngữ của em ngày càng giỏi hơn. Hiện tại Thanh Thảo cũng học luyện thanh tại nhà thầy. Tháng 8 này em dự định học văn hóa lại. Vì hoàn cảnh Thanh Thảo phải dở dang việc học vào lớp 9, nên cô bé sẽ học lại từ đây. Tuy nhiên do nghỉ quá lâu nên Thanh Thảo chỉ đi học bổ túc, chứ không được học chính quy. Ít ai tin rằng một cô bé sinh năm 1999, nếu như các bạn cùng trang lứa với em vẫn đang vô tư vô chơi, thì Thanh Thảo đã chững chạc hơn rất nhiều. Em hầu như đã tự lo được mọi thứ cho bản thân. Kể về bước ngoặt đổi đời, Thanh Thảo nheo mắt hồi tưởng rồi nói: em nhớ từ lúc sau chương trình ca sĩ Gió Mặt, chú Chí Tài hứa sẽ giúp cho em đi hát. Sau đó chú có nhờ một anh quản lý bên chú liên hệ với gia đình em và đưa em đến phòng trà Đồng Dao để hát và tập luyện cho quen sân khấu phòng trà Đồng Dao, hay có những ca sĩ nổi tiếng như chú Đàm Vĩnh Hưng hay cô Hồ Ngọc Hà đến hát, nên em đến đó xem và học hỏi. Sau khoảng vài tháng em mới đi hát ở ngoài. Em được ra Hà Nội, Quảng Ninh và hát những show trong thành phố mình. Em cũng được nhiều người biết đến và mời. Trong lúc em đi hát, được các anh chị, cô chú nghệ sĩ giúp đỡ nhiều về tinh thần, mọi người chỉ dạy cho em rất nhiều điều. Chính từ bước ngoặt này, Thanh Thảo đã có thể tự kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình. Cô bé nhận được các lời mời đi hát nên không phải đi hát trong nữa. Khi được hỏi tiền cát xê tiêu vào việc gì, Thanh Thảo hồn nhiên nói: tất cả tiền đi hát em đưa ba mẹ. Tiền học ở ngoài như học luyện thanh thì em sẽ xin ba mẹ trích ra, còn lại em đưa ba mẹ, không giữ riêng cho mình. Trong nhà có 6 người mà nếu em giữ tiền thì em cũng không biết sẽ xài gì, không biết mua cái gì. Rồi cô bé tâm sự: trưa là lúc mẹ em chuẩn bị đi bán. Mẹ Thanh Thảo đang định mở một quán cơm, tuy nhiên vì cha mẹ đã lớn tuổi nên em không muốn cha mẹ làm gì cả. Thanh Thảo muốn để một mình đi hát kiếm tiền lo cho gia đình. Trong nhà có 4 chị em mà chỉ có em với chị hai là có thể đi làm kiếm tiền. Mấy đứa nhỏ vẫn còn đang đi học. Em còn một em trai đang học nghề, còn bé Út thì đang học lớp 10. Được biết, kể từ khi được lên TV báo chí, Thanh Thảo có nhiều show hơn, nhưng điều em tâm đắc nhất chính là được trải nghiệm cuộc sống tự bản thân mình lo. Cô bé nói thấy mình trưởng thành hơn nhiều, đã tự biết phải làm gì. Vì thời gian đầu đi hát đã có nhiều vấn đề xảy ra, nhưng mà qua rồi em sẽ rút kinh nghiệm. Khi vấn đề lại đến nữa thì em sẽ biết cách xử lý như thế nào. Em kể họ hàng bên nội cảm thấy hạnh diện về em. Bà con hàng xóm cũng hay qua hỏi nói chuyện về việc em lên sóng, em đi hát. Nói về tương lai xa hơn, Thanh Thảo nói trước mắt, chỉ tính vừa đi học vừa đi hát. Chính danh hài Hoài Linh luôn căn dặn em về tầm quan trọng của học hành. Thanh Thảo kể, ba Linh nói em phải chú tâm vào việc học đầu tiên, còn việc hát thì không muốn. Nếu em học giỏi, có bằng cấp rồi sau này mới đi hát sẽ tốt hơn. Ba hãy nhắn bảo em cố gắng học, còn việc hát ba lo,
bởi vì em còn nhỏ mà không lo học, thì lớn lên, khi em biết giá trị của học vấn thì muộn rồi, em không còn thời gian học nữa, bà luôn lo về vấn đề đó. Không chỉ Hồi Linh mà Trường Giang cũng thường xuyên hỏi thăm tình hình học tập của Thanh Thảo, nhất khi nào cô bé đi học thì báo cho anh. Ngôi sao Hài không chỉ tài trợ cho Thanh Thảo học Anh văn mà còn hứa sẽ bảo đảm học phí cho em đến hết cấp trung học tại ngôi trường mà anh đang đầu tư. Thanh Thảo thổ lộ rằng chưa dám nghĩ tới ước mơ trở thành ngôi sao nổi tiếng. Hiện tại công việc đi hát giúp em học được nhiều trải nghiệm hơn trong nghề và cuộc sống. Điều Thanh Thảo muốn hướng đến không phải là một ngôi sao. Em muốn mình tận dụng trong lĩnh vực của mình, bước từng bước là phải chắc. Mọi bước em bước lên phải có giá trị của nó. Bây giờ có khó khăn em cũng không than với ai. Em muốn tự lập. Trước kia những ca sĩ ngôi sao như chú Đàm Vĩnh Hưng cũng tự bước một mình như em vậy, dần dần trau dồi kinh nghiệm từ việc đi hát bên ngoài. Nếu có cơ hội, em sẽ đi thi, lúc đó cũng thấy chắc chắn hơn. Nếu em không đi từng bước mà vội nhảy quá cao thì dễ té lắm. Dòng ca sinh năm 1999 thật thà tâm sự. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.